Sóc Hoàng Nhật Luyện xin chào các bác. Hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2020. Gần Tết đến nơi rồi, em lên sóng ít đũa với dao kéo để phục vụ các bác trong dịp Tết đấy nhé. Em vừa về được một thùng này có mấy chục hộp dòng đũa Shikisai của Nhật Bản. Đũa này thì em bán quá nhiều rồi, chất lượng thì không cần phải bàn đấy các bạn. Chất lượng không cần phải bàn các bác nhé. Hàng của Nhật xịn luôn. Đây, công ty này nó nhập khẩu và phân phối này. Đũa kháng khuẩn Shikisai làm từ sợi thủy tinh, tổng hợp không phải từ nhựa thông thường đâu các bác nha, không phải từ nhựa đâu ạ. An toàn với nhiệt độ lên đến 260 độ C. Sử dụng được trong lò vi sóng, máy rửa mát, đầu đũa chống trơn trượt. Này. Kiểm soát 99% vi khuẩn và nấm mốc. Hàng của Nhật xịn các bạn, hàng Nhật thì nó chất rồi, không cần phải bàn nhiều rồi. Đây các bác nhé, thông số nhé. Dài 24,3 cm, nhiệt độ chịu đến 260 độ C và âm 10 độ C. Hàng của Nhật Bản, đũa này em bán là 150.000 một đôi, à một hộp 5 đôi, 150.000 một hộp 5 đôi, bao ship toàn quốc các bác nhá. Các bác lấy thì cố gắng lấy 2 hộp 1 ạ, lấy một hộp thì em bán đúng bao ship, chả còn lãi nữa. 2 hộp 1, giá 150.000 ạ. Tiếp theo là lên sóng chiếc kéo Shiki, kéo Shiki Nhật Bản. Kéo chuyên để cắt thịt gà các bạn này, cắt xương này, cắt cực sắc bén ạ. Đó nha, hàng cực ngon luôn, Shiki Japan. Kéo này thì em bán là 250.000 một chiếc và cũng bao ship toàn quốc. Đấy. Tiếp theo là con dao chặt, bác Tết tới nơi rồi, các bác làm con dao để chặt thịt gà đi ạ. Dao này chặt thịt gà thì miễn bàn các bác nha. Dao dày khoảng 5 ly. Dày 5 ly các bạn ạ. Shiki Japan, Made in Japan, Nhật Bản. Chuôi cán gỗ rất là đẹp, sắc bén. Dao này nặng đến gần 1 cân. Chiều này của nó vào khoảng gần 10, chiều này vào khoảng 20. Cực nặng các bạn ạ, chặt phát làm phát đấy. Dao này em bán là 350.000 một chiếc, bao ship toàn quốc. Anh các bạn nào có nhu cầu lấy gì các bạn liên hệ nhé. Các bạn chỉ cần nhắn tin lấy số lượng thôi. Các bạn nhắn tin cho em địa chỉ, số lượng, em sẽ trả lời các bác qua ship hàng, ship code, không phải đặt cọc gì cả. Chào các bác.